Xin chào tất cả các bạn, rất vui các bạn đã quay trở lại với kênh Luyến Mô Tô. Hôm nay Luyến sẽ review cũng như quay cửa hàng của Luyến cho các bạn xem. Luyến cũng có một số thứ đồ chơi cũng như là có một chút phụ tùng phụ kiện thì Luyến muốn quay cho các bạn xem, cũng như là bạn nào cần những cái thứ gì thì hãy liên hệ với Luyến. Luyến sẽ ghi một số điện thoại dưới màn hình để các bạn theo dõi video nhé, xem cửa hàng Luyến có. Rồi các bạn ơi, đây là cái cửa hàng của mình. Hiện tại bây giờ đang không có khách thì mình sẽ quay cho các bạn cũng như là review cho các bạn cùng xem. Đấy thì bây giờ các bạn cùng theo chân mình đi vào phía bên trong xem có những cái gì các bạn nhé. Đấy thì mình sẽ review từ ngoài vào. Đấy thì các bạn cùng xem nhé. Đây, xe ga xe số nhé. Còn đây là cái biển vấy của nhà mình đây. Đó. Và đến sân rồi. Mình có một mình sẽ quay qua cho các bạn xem. Đấy, mình có một chút đồ như vậy thôi. Đấy. Nói chung là giờ mình còn ít nhập hàng ấy, vì dịch này mình không muốn nhập nhiều. Đấy thì đấy. Màu miếc của Exciter này. Đây là màu Exciter nha các bạn nhé. Đây là đèn led, đèn nhớ. Đấy. Tay sách của Vision. Đây là tay sách của Vision. Đây là cái ốp máy của Winner 2018 á. Và đây cũng là một số cái mẫu tay nắm các bạn nhé. Đấy, đây ngày trước nó khoảng này là không có khoảng trống như này đâu, nhưng mà bây giờ mình dịch này mình không có nhập hàng về, bây giờ mình ít nhập hàng rồi. Đấy thì các bạn thấy những cái mẫu nào đẹp thì các bạn hãy liên hệ với Luyến. Luyến có thể ship code cho các bạn. Đấy. Đấy, nhà mình có luôn cả cái khóa ấy này, khóa có luôn cả khóa chữ U này các bạn. Ngày trước mình treo đầy cánh cửa này luôn, nhưng mà giờ mình bán bớt rồi, mình không có nhập hàng nữa vì dịch này nó khó bán lắm các bạn. Tiền ăn khó chứ giờ tiền đâu đỗ xe. Đấy, mấy cái mặt nạ này mình cũng lấy về mấy hôm rồi. Đấy, những cái này là mặt nạ Vision này, OEA 100, OEA 110 này, Vision nó các màu luôn nhé các bạn nhé. Đó. Rồi mình sẽ quay sang cái cánh cửa đối diện. Đây. Ở dưới này là nhà mình là có cái găng tay này. Găng tay mấy anh cái phượt hay thích này. Chuẩn bị đến mùa đông rồi thì các bạn sắm cho mình cũng được một đôi nhé. Đây nhà mình đều có hết, nhà mình bán giá hợp lý cả đây. Đấy. Đây là găng tay có ngón cụt ngón đều có hết. Đây gương gù chân gương các bạn nhé. Đây hàng xịn sò, còn có hàng rẻ hơn, có hàng đắt hơn. Đấy. Chụp ốc. Tay nắm này, tay phanh tay côn đây, đây là tay côn tay phanh. Đấy. Và xi nhan của X150 Winner xi nhan trước đó, xi nhan mũi tên đó. Đây cái chụp ốc titan đấy các bạn nhé, giả titan đó. Đây, chân ốc chân gương ở Việt Nam.
đây là cái đèn cảnh sát này các bạn này, bên xanh bên đỏ đấy, đấy. Còn đèn 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 màu xoay, đèn quạt đó. Đấy, trên này cũng trụ ốc nhà mình nhập rất là nhiều luôn, cái hàng này nó đã bao nhiêu mình nhập nhiều. Nhện này thì rẻ thôi các bạn ạ, đấy, mấy chục nghìn một con. Ở trên kia ngày trước kín này, giờ nó mình đã dùng hết rồi. Trên này nó có những cái hình mắt chim này. Đấy, chụp ít vô tay sexy này. Thời trang rồi, mình sẽ sang kế bên nữa này. Đây có tam giác màu đen màu xanh của X50 này, chân bùn 4 chân này. Đấy, bùn 4 chân này, ba ga này thì mình treo một số loại ra đây để mình làm mẫu thôi, còn cái mình bán ở trong nhà ấy các bạn nhé. Đây ba ga ZFZ này. Đây ZFZ đây. Ba ga zin mình để trong túi bóng, mình gần đường nó hơi bụi, thỉnh thoảng vẫn phải thay túi bóng các bạn ạ, nào nó bụi quá. Đó, đây là hai cánh cửa nhà mình có một chút đồ chơi, thì bạn nào cần những gì thì hãy liên hệ với Luyến nhé. Quay lên đây thì mình không treo lên hết được. Rồi mình sẽ đi vào trong nhà một chút các bạn. Trong nhà thì cũng có một chút đồ này. Trước tiên đây là cái dàn lốp của nhà mình. Đấy, dàn lốp của nhà mình thì mình chạy rất là nhiều loại lốp luôn, theo yêu cầu của khách. Khách có nhu cầu sử dụng những cái hãng lốp nào thì nhà mình đều đáp ứng hết các bạn nhé. Đấy, ví dụ như là Maxxis này, Inu này. Đấy, và Inu không xăm với lại Van Lốc này, bây giờ rất thịnh hành về cái dòng Van Lốc này. Đấy, cho nên mình nhập rất là nhiều một xe số luôn các bạn nhé. Đây là cái dàn lốp. Còn kế bên dưới này thì cũng có này, có nhông xích các kiểu là mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Đấy thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số loại lốp đấy nhé. Lốp Sega này. Đấy, lốp Sega xe số này. Inu Van Lốc đều có hết, Maxxis đều có hết nhé. Kasumina mình ít dùng. Cơ bản là Inu với lại Inu Van Lốc Chensin. Đấy. Lốp bên này thì của xe ga với xe điện các bạn ạ. Trên này là lốp xe điện này. Đây là lốp xe điện này. Đây là lốp xe ga xe điện. Đấy. Rồi mình quay một chút về cái dàn lốp thôi. Còn phía bên dưới này thì đa số là ba ga các bạn nhé, ba ga nhựa này. Của đây là của Way này, đấy. Ba ga nhựa này. Đồ rất là nhiều luôn. Nói chung là mình không lười treo đấy, nhưng mình mà treo lên cánh cửa kia thì nhiều lắm các bạn ạ. Đây, ba ga, đấy, ba ga nhựa này, ba ga titan này. Titan các loại luôn các bạn nhé. Đấy, này của Wayne. Đấy, là Wayne X. Đây, X. X đây. Đấy. Nói chung mình một tay quay một tay lấy hơi khó. Đây thì mình quay cho các bạn xem luôn vậy thôi. Đây là cái xe
cây củ đề và củ đề thì các loại luôn các bạn nhé. Củ đề thì củ đề xịn để bên kia, còn củ đề này là củ đề thường các bạn nhé. Mình thường thường hay chạy cái loại này, Alibaba này thì tương đối là êm, chạy rất là ok các bạn ạ. Đấy, một số cái loại khác này như của gem này, gem của Funel này, Funel C, củ đề U110 này. Đó, đây lấy quả chế hòa khí của gem vào đây luôn này các bạn này. Bên cạnh đây là kế bên đây là nhông xích các bạn nhé. Vậy thì đóng cái bộ nhông xích này vào đi, hôm nọ anh lấy cái túi của nó. Đây là bộ nhông xích Honda IA này các bạn này. Đây là mình chạy hàng chính hãng các bạn nhé. Đó, nhông xích chính hãng luôn các bạn nhé. Đấy, chẳng hơn lấy cái loại kia bao nhiêu cả, nhưng mà cái chất lượng nó hoàn toàn sẽ khác nhau các bạn nhé. Đấy, nhà mình chạy rất nhiều cái loại nhông xích hãng các bạn ạ. Như kiểu Honda mình cũng chạy nhông xích hãng. Đấy, nhông xích hãng này. Và nhông xích thời trang cũng như là thương hiệu của Rockin Boy cũng như là một số những cái loại khác thì mình cũng có này các bạn này. Đấy, cái này là của Rockin Boy này các bạn này, của Exciter 150 các bạn nhé. Đấy, mình sẽ cho xuống một số bộ để các bạn cùng xem nhé. Đây, đây người ta đóng hộp rất là đẹp luôn. Gem này ở trong hộp không bỏ ra. Rồi mình sẽ bỏ xuống một số mấu để làm mấu thôi, chứ còn không bỏ hết xuống được. Đây, cái này là của đấy, của thương hiệu của HD System cái gì ấy. Đấy, nói chung là mình hay chạy mấy cái dòng này thì nó chất lượng cũng cảm thấy rất là ok. Đấy thì các bạn nào có nhu cầu thì sử dụng những cái dòng nhông xích như này thì hãy liên hệ với Luyến nhé. Đây, ví dụ như đây là bộ của Rockin Boy này các bạn này. Rockin. Đó, Rockin. Đấy, bộ này thì nó là phớt cao su các bạn nhé. Bộ này thì đắt hơn so với mấy cái bộ này. Đấy, bộ này thì đắt hơn. Bộ nhông xích phớt cao su thì các bạn nào từng chạy thì biết rồi đấy, rất là êm luôn các bạn ạ. Đấy, đây là nhông xích các bạn nhé. Đấy là nhông xích của Exciter cũng như là Winner. Đấy, và một số những cái loại nhông xích khác rất là nhiều luôn. Đây là nhông xích. Đấy, đấy là cái kệ phía dưới của giàn lốp. Còn tiếp theo đây là phía bên dưới này nữa này. Đây là có những cái ổ khóa này. Ổ khóa nhà mình rất là nhiều luôn các bạn. Ổ khóa này, bên này ổ khóa hai cạnh, còn bên kia nó ổ khóa 6 cạnh. Đây thì mình cũng quay qua cho các bạn cùng xem thôi, chứ còn nếu mà nói hết những cái dòng ổ khóa thì nó nhiều lắm. Và tiếp theo đây là những cái đây là củ xi nhan này, củ xi nhan zin và một số những củ xi nhan xe khác này. Đấy, nắp Honda. Đấy, nắp Honda các bạn nhé. Đó, bình ắc quy các bạn ạ. Bình ắc quy thì mình cơ bản là mình hay chạy cái bình Đồng Nai các bạn ạ, bình Đồng Nai hoặc GS. Thì mình chạy những cái dòng bình có thương hiệu. Đấy thì các bạn nào nếu mà bình xe mình yếu ấy, thì hãy cân nhắc thay những cái loại nào nó chất lượng các bạn nhé.
Và phía bên dưới này thì đây là dây cu loa này các bạn này. Đây là dây cu loa, tất cả những cái dây cu loa với lại dây tiêu xăng các bạn ạ. Cũng lâu lắm rồi, thường thường dây tiêu xăng hay bị chuột cắn thì mình cũng sắm một ít. Và một số cái ốc nhé các bạn nhé. Đây là cái đồ ốc của mình. Mình phân ra những cái loại ốc nào to nhỏ bé lớn, là mỗi loại một hộp để mình lúc mình cần mình dễ tìm các bạn. Đấy. Và tiếp theo đây là bi, bi cũng như là côn của Sega các bạn nhé. Bi cũng như là côn. Đấy. Nói chung là nhà mình để đồ nó lộn xộn lắm. Nếu mà để một người mới vào thì chắc tìm đồ nhà mình hơi khó. Đấy, cho nên nhà mình để theo đúng cái thói quen của mình thôi. Mình để mình tìm nó dễ. Đấy, đây là khu vực côn. Bộ côn, bi côn này, búa côn này, dây cu loa cu liếc này, phần bộ phận côn, gần côn là mình để gần nhau, sát 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 nhau hết các bạn nhé. Đấy. Còn phía bên dưới này nữa này. Đây là IC, IC điều tốc của xe điện các bạn nhé. Đây là IC này. Đấy. IC điều tốc. Đấy. Đây là một số cái con IC điều tốc mình bỏ ra đây để các bạn xem như tham khảo các bạn ạ. Đấy. Còn bên này nữa này. Rất là nhiều luôn. Đây là keo tự vá này. Keo tự vá này thì nhà mình cũng rất là ít đổ thôi, nhưng mà mình vẫn có trong nhà, lúc nào cũng vẫn phải có để phòng trừ những cái trường hợp nào mình tư vấn khách không nên đổ thì khách vẫn cứ bảo đổ thì mình sẽ có thì phục vụ khách các bạn ạ. Cũng như là đây, kế bên đây cũng là toàn là hàng IC của xe điện hết này các bạn này. Đầy một rổ luôn. Đấy. Này này mình còn đây nữa này, mấy con này. Đấy. Còn đây, đây mình đang dùng một lọ dầu láp, một thùng dầu láp đây, một thùng dầu láp, đây. Dầu láp. Ở đây thì nó cũng có một số thứ nữa này. Bên cạnh đây là nó có những cái nắp xi nhan, cũng như củ xi nhan và đệm xích này các bạn này. Đấy, đây là đệm xích các bạn nhé. Đây là hàng hàng xịn, toàn hàng Honda hết này các bạn này. Đó, toàn hàng Honda hết. Nếu mà bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với Luyến nhé, hàng chính hãng nhé. Còn hàng thường đây, hàng bên này hàng có hàng thường đây này, củ xi nhan thường này các bạn này. Đấy. Để cái giỏ này, đây là có giỏ xi này. Đấy, giỏ xi, giỏ X150. Đấy. Và bên cạnh đây, đây là một cái pha của Yamaha. Cái pha này là mình cũng mang về để các bạn nhé. Pha này thì đây còn luôn còn còn cả giấy bóng luôn luôn. Mình vừa bóc ra mình xem. Đấy. Mình sẽ để sang một bên. Và đây mình sẽ nhấc cái số móc nhà mình. Nhà mình có một khay móc này. Tất cả cái loại móc luôn các bạn nhé. Cái móc này móc ngày xưa ấy. Móc này thì bền lắm các bạn ạ. Móc này nó không hay bị gãy những cái như mấy cái móc kia. Móc này thì bền bền tuyệt đối rồi các bạn ạ. Loại đẹp luôn nhá. Có một loại này nó xấu lắm, nhưng mà loại này loại đẹp luôn các bạn ạ. Đấy. Loại này thì cũng đẹp hơn nhưng mà cái loại này nó nhanh hỏng. Đây, cái loại rẻ đây các bạn ạ. Mình vừa nói loại này thì nó xấu hơn các bạn nhá. Đó. Đó, đây nó có những cái móc titan này các bạn này. Cá sấu này, cá heo này. Đấy.
móc cá heo này, móc chư u bình thường, móc này móc hàng đấy, nhiều loại móc lắm. Đây loại này khác với loại kia các bạn nhé. Đây, đây loại này. Đối cho các bạn xem một chút. Đây loại này nữa này các bạn. Đây, có rất nhiều loại móc luôn. Đấy thì mình còn chưa tìm hết cho các bạn xem nhé. Bên trong bên dưới này còn nhiều lắm. Nhưng mà thôi mình sẽ cho các bạn xem một chút vậy thôi, là biết là nhà mình có những cái gì thôi, để anh em bạn bè nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với Luyến nhé. Đấy, còn phía bên trên mình sẽ quay một chút cho các bạn xem nữa. Phía bên trên này thì mình cũng để lọc gió này, lọc gió và một số phụ kiện như là mắt Audi này, mắt đèn mờ của X-Shatter 150 này các bạn này. Đấy, như là màu này, màu đây là màu của X-Shatter nhé các bạn nhé, và một số đồ thời trang. Đấy, này là hộp xích CNC nhé. Đấy, trên này là đều những cái túm lọc gió hết của các đời xe luôn các bạn nhé. Đấy, máy móc thì nhà mình chả có gì cả. Máy móc thì nhà mình có một cái máy da lốp cũng như là một cái máy hơi đấy. Đấy, máy da lốp này tối thiểu nhé, một cửa hàng nhỏ thì tối thiểu phải có. Như máy hơi, máy mài, máy cắt nhà mình có hết. Đấy, máy hàn. Đấy, rồi mình sẽ quay tiếp đến cái kệ hàng kế bên này. Cái hàng kế bên thì nhà mình đây, nhà mình có mình để một cái bàn làm việc đấy, một cái bàn này, một cái bàn này thì mình để rất là nhiều, rất là xộn lộn xộn luôn đấy, rất là nhiều thứ. Phía bên trên này là cái kệ mình để sổ sách cũng như là một số những cái đồ khác đấy. Phía trên kia thì nó có những cái chai RP7 cũng như là đây, cái chai đỏ đỏ này là chai khử carbon của Honda, chai đen đen này là của IA các bạn nhé, nhà mình đều có hết. Chai RP7 bôi trơn này, hàng xịn này. Còn chai đen đen này là chai chai vệ sinh cũng như là bôi trơn xích cho những cái dòng xe Tycoon các bạn nhé. Tiếp theo trên này thì mình có một số loại dầu này các bạn nhé. Đấy, dầu thì mình cũng đã review, có video review cho các bạn xem rồi, mình sẽ quay qua cho các bạn cùng biết thôi. Nhà mình có rất là nhiều những loại dầu cho nên mình cũng sẽ quay qua cho các bạn thôi. Đấy, mình thường thường mình sẽ chạy đa số là những cái dòng dầu thương hiệu như là Honda, Motul này. Motul có Motul đắt tiền rẻ tiền cũng có hết các bạn nhé. Honda có Honda cao cấp, Honda thường các bạn nhé. IA cũng vậy, IA cao cấp, IA thường. Đấy, IA chai xám, IA chai xanh. Đấy, đó, Motul. Đó. Cái này là cái cọc ấy, cái cọc cọc băng dính. Hôm nọ mình đi mua cả cây luôn, bởi vì mình mua cái loại 5.000 10.000 kia nó không ấy được. Đây các bạn ạ, mình sẽ quay lên cái tầng trên này. Đây cũng rẻ FZ này các bạn này. Lúc nãy mình quay ngoài thì mình để một hai thứ để mình trưng bày thôi, chứ còn cái chỗ mình nhập nhiều thì mình để đây. Đấy, rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đấy, chỗ này nó cũng phải 20 cái. Cả chân bùn bốn chân là dề FZ đều có hết các bạn nhé. Còn đây là cái Oppo và tất cả các loại ốp, từ ốp bầu lọc gió này, ốp quạt gió này, ốp nó ở trong thùng này nữa, trong thùng này cũng có đấy, rất là nhiều luôn. Nói chung mình sẽ quay qua cho các bạn cũng xem nữa thôi. Đấy,
Để mà nói thì L4 là biết này, L4 này và sạc xi lan này, và tất cả các bóng led ở góc này, ép biển titan này, ép thường, ép chống nước, vỏ yên này. Đó. Trên này mình để cái tivi, thỉnh thoảng mình xem đá bóng. Các cây này mỗi cuộn 15.000 các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Không biết luôn. Đây là bộ dung dịch xịt rửa xích các bạn nhé. Đấy. Đây là bộ của nó. Đây cũng là dung dịch rửa xích này các bạn này. Nó có cái hình ảnh xích này. Đấy, cái này cũng thế này. Đấy. Và dầu này các bạn này. Đấy. Dầu Honda 1 lít 2 này. Đấy. Và phía bên dưới nữa này, phía cái tầng dưới này là nhà mình để gương này. Đấy, có những gương thời trang như này các bạn ạ. Đó, cái gương này gương gù chân gương nhá các bạn nhé. Đây gương gù cái loại như này thì nó rẻ hơn. Cũng có gương gù chân gương, gương gù tay nắm này. Đấy. Cái những cái hộp đen đen này là gương gù tay nắm hết này, gương gù chân gương. Và đây mình có tay cả tay phanh nữa này. Đấy nhằm mình lười treo thôi, còn treo thì nó nhiều lắm các bạn ạ. Treo lên thì nhiều vô kể luôn. Đấy. Mình không treo. Còn đây là bóng nha các bạn nhé. Để bóng led, để bóng led 2 tim các bạn nhé. Bóng loại này thì mình dùng gọi bảo hành luôn, 2 năm đến 1 năm, 1 năm đến 2 năm các bạn nhé. Bóng led này thì dùng rất là ok. Từ khi mình mở cửa hàng mình sử dụng rất là nhiều loại led, nhưng mà mình thấy led này dùng ok nhé. Led City. Đó. Tiếp theo đây là gương, gương chân dài ấy các bạn. Đây, các bạn chắc biết cái loại gương này. Mình bán rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đây, gần như là một hàng này đều là gương này hết các bạn nhé. Đấy. Đấy. Và bên cạnh đây, đây là những cái hàng gương thường này các bạn này. Gương thường này. Đấy, gương, gương cao, gương như gương theo xe đó. Đó. Và đây đây là tay phanh này. Tay phanh. Tay phanh tay côn đó. Đó. Tay phanh tay côn. Và đây mình cũng có xếp lấn vào đây là một số cái kẹp điện thoại lắp cho xe này các bạn này. Đấy, kẹp điện thoại này các bạn nhé. Giá cả hợp lý. Đấy. Và đây cũng có một bộ chống trộm này các bạn này. Nó lấn đầu ấy. Đây mình sử dụng cái bộ chống trộm Thái Lan này các bạn nhé. Bộ này mình cũng bảo hành luôn. Đấy. Yên tâm khi bạn nào đến cửa hàng lắp có sẽ có giá ưu đãi các bạn nhé. Đấy. Phía bên dưới này. Phía bên dưới này thì mình cũng có một số đồ như là đồ của xe điện này. Đây là cái con đổi nguồn xe điện này. Mình làm tất cả các mạng về xe các bạn nhé. Xe điện này, xe máy này, xe phân khối lớn này. Đấy thì các bạn nào có nhu cầu sửa chữa cũng như thay thế phụ tùng thì hãy liên hệ với Luyến nhé. Luyến có thể cung cấp cho các bạn một số cái phụ kiện nhà mình đang có cũng như là mình có thể đặt giúp các bạn nhé các bạn nhé. Đây là những cái ổ khóa 6 cạnh các bạn này. Lúc đấy ở cái bên kia là mình nói là ổ khóa 2 cạnh thôi. Đây là cái một cái góc nhỏ ổ khóa 6 cạnh của nhà mình. Tất cả các loại xe luôn, từ Exciter 50 đến Way với lại Jim nào là Ju C các kiểu là có hết các bạn nhé. Đấy. Đây là dây phanh. Đây là dây phanh của xe điện này. Mình có làm xe điện thì mình có những cái đồ xe điện luôn. Và một số đây là hộp hộp và cục sạc của xe điện các bạn nhé. Đấy. Sạc xe điện. Và đây là cái hộp tay ga tay phanh của xe điện. Góc này một chút đồ xe điện nữa. Đấy. Và bên trong đây mình sẽ quay sang cái đối diện cái cửa hàng này các bạn này. Trong này thì nó mình để tất cả các loại cổ bô luôn. Đấy. Mình quan sát cho các bạn xem. Đó, tất cả các loại cổ vô luôn.
Thì ngày xưa nó không có cổ vô này, thì ngày xưa thủng cổ chỉ có thay cổ thôi, bởi vì nó mỏng thì chỉ có hàn hơi hoặc là ấy, nó cũng chỉ được một thời gian thôi. Đấy, tiếp theo mình sẽ quay lên này. Đây là cái góc xăm của nhà mình nhé, xăm to xăm nhỏ nhà mình đều có hết. Đấy, đây thì mình cũng nói là cái xăm này thì trên đằng sau cái biển nhà mình này, đằng sau cái biển này nó sẽ có gác xếp. Đấy thì không có gác xếp thì cũng có một số đồ trên đấy, thì một hai bao xăm mình cũng vứt trên đấy, mình dùng thì mình cũng để đây khoảng 20 cái thôi nào, 20 cái để mình sử dụng thôi. Vâng các bạn ạ, vậy là cái buổi nay review cũng như là quay cho các bạn xem cái cửa tiệm của nhà mình có những gì, cũng như là quay qua cho các bạn xem là như vậy thì cũng đã xong. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Mình rất mong các bạn ủng hộ mình nhiều hơn nữa bằng cách nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Xin chào.